Và chào các bạn, Noel tới rồi. Bây giờ Hoàng hướng dẫn các bạn đàn bài Jingle Bell ha. Mà phiên bản đơn giản thôi, ai cũng có thể làm được. Cứ mua đàn là làm được rồi. Và hôm nay Hoàng chọn cái cây là CLV 480 để Hoàng ghi âm. Cái này hơi bị hay đó. Rồi, Hoàng cũng ghi âm vào cái máy này nè, cái máy ghi âm này nè. Đó, để cho cái giọng nói của mình nghe nó rõ và tiếng đàn nghe nó rõ thì để các bạn nghe nó không có biên tạp âm nhiều ha. Rồi, chúng ta bắt đầu. Rồi bây giờ mình đàn từ đầu đến cuối một lần cho các bạn xem nha. Mình đánh tay phải trước ha, đặt tay ở vị trí đô, đô re mi fa son. Ở đây cũng được, ở đây cũng được nha các bạn. Mi 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 hai, mi 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 hai, mi son đô re mi 2 3 4 fa 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 mi 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 re re mi re hai son hai. Đó là 8 ô đầu tiên nha. Rồi tiếp theo 8 ô sau thì 4 ô là giống và 4 ô sau là khác khác một chút, dễ lắm. Tiếp tục 8 ô sau nha, từ ô thứ 9. Mi 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 hai, mi 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 hai, mi son đô re mi 2 3 4 fa 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 mi 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 son son fa re đô 2 3 4. Giai điệu của đoạn B thì Hoàng di chuyển cái tay xuống vị trí bắt đầu là nó sòn nhé. Và bây giờ mình phải dang rộng cái tay ra, sòn mí là ngón số 5 nhé. Rồi các bạn nhìn theo cái tay của Hoàng để mà đàn theo đúng cái số ngón tay đó. Bắt đầu sòn mi rê đô sòn 2 3 4, sòn mi rê đô là 2 3 4, là fa mi rê si 2 3 4, son son fa re mi 2 3 4, son mi re đô son 2 3 4, son mi re đô là 2 3 4. Cái riêng cái chỗ này là phá này, là phá thì mình dùng ngón số 3 nha, để lá là rơi vào ngón số 5. Là fa mi re son 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 la son fa re đô 2 3 4. Tiếp theo Hoàng sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là hợp âm. Bài này ta sử dụng 4 hợp âm, đó là hợp âm đô trưởng, rê trưởng, fa trưởng, son trưởng. Rồi các bạn đàn theo Hoàng nha. Đô trưởng gồm có 3 nốt và mình đàn một lúc 3 nốt đó luôn. 2 3 4 qua rê trưởng, 2 3 qua fa trưởng, 2 3 qua son trưởng, 2 3 4. Rồi các bạn tập di chuyển qua lại. Đó, di chuyển qua lại để làm chi? Để cho các bạn thuần thục. Lát nữa khi mà vô ráp tay phải rồi đây thì các bạn đỡ lóng ngóng ha. Rồi. Đô trưởng trước nè. Qua re nha. Qua fa luôn. 2 3 4. Quay lại đô nha. 2 3 4. 2 3 4 fa trưởng, 2 3 4 son trưởng, 2 3 thôi được rồi. Điều là mình mới đàn xong tay phải thôi. Bây giờ mình muốn đệm tức là mình đánh thêm tay trái. Đây Hoàng chuyển qua cái trang này cho các bạn xem.
Thì tay phải ở bên trên khóa son ha, ở dưới là tay trái khóa pha. Vậy cách đệm dễ nhất là mỗi ô mình cứ đàn hợp âm và mình giữ hợp âm. Rồi, ô này là 4 phách cho nên là đây là nốt tròn. Mình viết nốt tròn vô. Đồ. Đồ nè. Mi. Xón. Đó, đồ mi xón. Những cái chỗ nào mà hợp âm đô thì mình sẽ pass nó qua. Đây. 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 Đó, hiểu chưa? Rồi, tới cái chỗ này là F là hợp âm pha trưởng, là pha la đố. À, rồi mình viết nó là pha la đố hoặc là mình pass nó qua rồi mình cứ đẩy nó lên. Pha la đố, thấy chưa? Rồi tới chỗ này đô trưởng là đô mi xón, mình pass đô mi xón. Đây là re, re trưởng. Thì mình đẩy nó lên, rồi đánh re trưởng. Đây là son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, tới đây là son. Đó, thấy chưa? Dễ chưa các bạn? Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đàn ha. Cái phạm vi đánh là mình phạm vi mình đánh cái chỗ này là đẹp nhất nhé. Chỗ này nó âm thanh lên là ok nhất. Rồi. Vậy thì mình đặt đôi ở đây cũng được, đặt tay trái ở đô đây cũng được. Mình tạm thời mình đặt tay trái ở đây để cho các bạn nhìn cho nó rõ ràng, để nó cứ tiến lên tiến xuống cho nó dễ thấy nhé. Bắt đầu. Tay trái mình nhớ là mình giữ, tay phải là mi mi mi, chuẩn bị nó vô cùng một lúc. Mi 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 hai. Đó, bốn ô đầu tiên rất đơn giản. Đó, các bạn nhớ giữ cái tay mỗi lần mà chuyển ô đó, các bạn nhấc lên và đàn lại. Mi 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 son đồ rê mi hai ba bốn. Cái dòng đầu tiên 4 ô là tất cả đều là đô trưởng nên nó rất đơn giản, các bạn không cần phải di chuyển gì cả. Rồi bây giờ qua 4 ô tiếp theo là có pha trưởng, đô trưởng, rê trưởng và son trưởng. Bây giờ mình thực hiện cái tay trái trước cho mình nhớ nhé. Pha 2 3 4. 2 3 qua rê. 2 3 4 son 2 3 ráp luôn. Đó, ta thực hiện được 8 ô đầu. Tiếp theo mình đánh tiếp luôn 8 ô sau nha. Thế là xong cái đoạn A. Đoạn B cũng như vậy, mình chỉ việc là mình ráp cái tay trái với tay phải thôi, cho nên Hoàng sẽ làm lướt qua một lần, các bạn cứ cứ tua đi tua lại để xem cái đoạn này nha. Bắt đầu đoạn B. 2 3 4. 2 3 4. 2 3 4. 2 3 4. 2 3 4. 2 3 4. Đó, các bạn quan sát này là phá mi rê xón, thì do là Hoàng đánh quen rồi nên Hoàng di chuyển á, Hoàng không có phải suy nghĩ gì nhiều, nhưng các bạn rất là cần phải nhớ số ngón tay. Chẳng hạn là phá là phải là ngón 3. Thế là mình đã đàn xong được cả đoạn A và đoạn B theo kiểu đệm số 1 ha. Sau khi các bạn đàn được kiểu 1 rồi, bây giờ mình đàn kiểu 2 nha. Kiểu 2 thì mình sẽ chia thành 4 cái nốt đen. Bây giờ mình bỏ cái chùm này đi. Mình thay thế bằng 4 cái nốt đen. 4 cái nốt đen là đồ xón mi xón. Đồ xón mi xón. À, xong. Copy. Mình bôi cái ô đó. Cần chân C. Qua đây. Pass.
pass qua, vậy qua pha thì sao? Cũng vậy, pass qua nhưng mà nâng nó lên là nốt pha đấy chưa? Đồ rê cũng nâng nó lên son, 1 2 3 lên nó son. Tiếp theo cứ tương tự như vậy, các bạn cứ làm nha, dễ mà. Đồ son mi son, 1 2 3 4. Đó, một ô mình đánh được 4 nốt như vậy nha. Để bây giờ mình có cái cách suy nghĩ cho nó nhanh hơn thì mình sẽ đọc là 1 này, 2 3 4 5. Theo vị trí ngón tay đó, 1 2 3 4 5. 1 3 5, nhớ chưa? Vậy thì là 1 5 3 5. 1 5 3 5. 1 5 3 5. Đó, một ô một cái hợp âm đôi chữ mình sẽ đánh là 1 5 3 5. Vậy thì qua pha thì sao? Qua pha mình đạt vị trí này. Mình cũng 1 5 3 5. 1 5 3 5 son, 1 5 3 5 rê, 1 5 3 5. Đó, các bạn tư duy theo kiểu này thì nó rất là dễ, rất là nhanh ha. Rồi bây giờ mình ráp nhớ thôi. À, ráp đối với mình thì dễ, đối với các bạn cần tập chút xíu nha, nhưng mà cứ kiên nhẫn. Đó. Mình chuyển qua, thấy chưa? Theo kịp không các bạn? Tiếp theo 8 ô tiếp theo nha. Bây giờ Hoàng đánh đúng nhịp luôn nè. Đoạn sau. Xong được cái đoạn A. Tiếp theo cũng kiểu này mình ráp đoạn B. 2 3 4. 2 3 4. 2 3 4. 2 3 4. 2 3 4. Được cả đoạn A và đoạn B theo cái kiểu điện số 2 rồi. Bây giờ mình có thể làm phong phú hơn nếu mình sử dụng cây piano điện. Thì đây là tiếng piano cơ nè. Bây giờ mình có thể chỉnh qua cái tiếng này, nó hơi lai cái tiếng chuông một tí. À, để cho nó ra cái không khí Giáng sinh. À, ví dụ. Đó, tùy nghi, đó, các bạn tùy nghi sử dụng. Chẳng hạn mình thêm cái tiếng vibraphone. Đó. Hoặc là tiếng kho là của tiếng của ca đoàn á. Vậy các bạn đàn theo được hay không? Có cái gì các bạn cứ comment ở dưới để cho Hoàng góp ý cho Hoàng để Hoàng thay đổi nha. Cảm ơn các bạn. Rồi, Giáng sinh tới rồi. Chúc các bạn và gia đình một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Hẹn gặp lại.